hơn 6 giờ sáng tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã có nhiều cha mẹ có con nhỏ dưới 16 tuổi đến đăng ký để vào khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí. Đây là hoạt động ý nghĩa do Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp cùng với các bác sĩ bệnh viện chuyên khoa về tim mạch thực hiện trong nhiều năm qua nhằm giúp các em nhỏ được tầm soát các bệnh lý về tim mạch cũng như có thể đưa ra các phác đồ chữa trị kịp thời đối với những trường hợp mắc dị tật tim bẩm sinh. Với các ông bố, bà mẹ, đây là dịp hiếm có trong năm để đưa con em đến khám tầm soát. Khi có nghe tin đồn của Đại học Y Dược về khám tim cho trẻ, tôi cũng mong muốn đem con lại để tầm soát kỹ hơn cho biết rõ về cái bệnh lý của con tôi. Đối với lại chính quyền thành phố Cần Thơ, tôi rất là hoan nghênh và rất là cảm ơn cái chương trình này góp phần cho thành phố Cần Thơ thực hiện tốt cái công tác là chăm lo sức khỏe cho bà con nhân dân, mà đặc biệt là các em nhỏ gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Chẩn đoán của cháu là một cái tim mục thất. Bây giờ mổ cho cháu thì các bác sĩ sẽ không thể là mổ để sửa trái tim như bình thường này được, mà mình mổ để cho trái tim nó khỏe hơn với nó bớt tím thôi, thì phải mổ khoảng 3 lần đó, cũng là một cái khó khăn cho gia đình trong thời gian sắp tới. Trong 2 ngày thăm khám tại Cần Thơ, chương trình đã tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 622 trẻ, 31 trường hợp cần can thiệp phẫu thuật gấp và 28 trẻ cần theo dõi. Trong số những trẻ bị mắc bệnh tim bẩm sinh trong đợt này, chúng tôi biết đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cháu Đỗ Trần Minh Phúc, 6 tuổi, ở Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ. Trước đó, Phúc đã từng trải qua ca phẫu thuật tim từ lúc 1 tuổi. Đến nay, cháu đã vào lớp 1. Cứ tưởng sức khỏe của con đã hồi phục hoàn toàn, nhưng chị Hằng không ngờ bệnh tình của Phúc đã chuyển biến xấu và cần phải phẫu thuật lần 2 trong thời gian tới. Bé Phúc phát hiện tim được 6 tháng tuổi, là mỗi đi mổ một lần là 12 tháng được mổ một lần. Hiện nay đã được đi tới khám thì bác sĩ cho mổ lại, gia đình cũng khó khăn. Gia đình chị Hằng hoàn toàn bất lực, không biết giờ đây phải xoay sở ra sao. Khoản thu nhập bấp bênh từ công việc bán vé số rong của chị cùng với công việc phụ hồ của chồng không có cách nào đủ để cho con đi phẫu thuật lần nữa. Theo bác sĩ chẩn đoán cháu Phúc phải phẫu thuật sớm, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Biết được hoàn cảnh của chị Hằng, bệnh tình của cháu Phúc, theo chân các cán bộ xác minh gia cảnh của Viettel Cần Thơ, chúng tôi cùng với đơn vị thiện nguyện công ty Yakun Việt Nam đến thăm nơi ở của gia đình. Niềm vui bất ngờ đã đến với cháu với một quyết định từ đơn vị thiện nguyện. Chúc cháu sớm phẫu thuật thành công. Dạ, con cảm ơn thầy. Nếu không có chương trình thì em không biết chừng nào bỏ lại cho con em nữa. Nay nhờ các nhà hảo tâm tài trợ cho cháu, em xin thật thật cảm ơn. Món quà từ đoàn thiện nguyện đã mang đến cho gia đình Phúc hơn cả giá trị về vật chất, mà đó là món quà vô giá đã động viên tiếp sức cho gia đình chị Hằng vượt qua được khó khăn trước mắt. Con chờ ba bóng thì con khỏe. Hoạt động khám sàng lọc do trái tim cho em rất ý nghĩa. Chương trình giúp cho những người không bị bệnh sẽ yên tâm hơn. Với những trường hợp không may mắc bệnh tim, có hoàn cảnh khó khăn, cũng sẽ được chương trình hỗ trợ giúp đỡ, thực sự rất tốt. Và ngày hôm nay, chúng tôi nhận hỗ trợ phẫu thuật cho 6 cháu không may mắc bệnh. Yakun Việt Nam hy vọng rằng sẽ tiếp tục đồng hành cùng hoạt động này. Những trái tim được hồi sinh, nhiều cháu bé đã được khỏe mạnh, được đi học, đến trường như các bạn. Chương trình Trái tim cho em đã làm được nhiều điều ý nghĩa. Và trên hành trình 12 năm bền bỉ đó sẽ không thành công nếu không có sự chung tay giúp sức từ những nhà hảo tâm, những trái tim thiện nguyện. Dành tặng cho em.